Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh mì xíu mại mọi người, vô ông khoai đen đá mọi người. Đây mọi người, bánh mì mọi người, bánh mì. Này xíu mại mọi người. Này xíu mại. Ly khoai đen đá mọi người. Đổ mọi người. Mời mọi người ăn sáng. Ăn sáng ngon khoai mọi người. Làm cử sáng nha mọi người. Ngày mùng 1 mọi người, đổi dịch mọi người, bọc tay mọi người, đầu năm mọi người. Đầu năm nó đỏ cho nó hên mọi người. Nước xí mại vừa ăn mà mềm ngon, chấm ngon rồi. Ăn vô mà để em sáng mà cảm giác còn hơi sỉnh sỉnh mà tối không có sỉnh lắm mà cảm giác nó nhẹ tay à, chờ nào buồn ngủ ngủ luôn mà chờ đó uống coi chừng vài hớp là bắt đầu sỉnh luôn mà. Vì mà sáng vậy cảm giác nó còn hơi sỉnh sỉnh luôn. Xí mại thơm ngon mà mày ăn đừng mà nếu mà còn mới mà ống giòn ăn ngon mà. Xí mại này làm gì ăn mà. Mày thơm mọi người.
rồi là lấy xi mại là mấy viên nhỏ xíu luôn nè. Nước này cảm giác nó chấm vừa ăn rồi, nó vừa ăn rồi, nó có hậu chua nhẹ rồi, giống như cái hậu chua đó đã kích thích vị giác rồi. Nếu mà thần cái gì mặn không nó ăn chấm gì thì ăn nó bị ngán rồi, có cái hậu chua kích thích vị giác rồi. Tôi ăn cảm giác nó vậy rồi, nhưng mà không biết người ta làm thì sao rồi, nhưng mà quan trọng là chấm vừa ăn rồi với xí mại nó thơm ngon rồi đó. Mà dày dày ngon. Chấm mì ăn. Bào đắng luôn. Ấn gì mà giờ này cảm giác hơi dùng hơi chỉ tỉnh luôn. Chắc là do thức khuya không rồi. Khuya nó ngon luôn rồi, bánh mì xí mại ngon luôn rồi, thơm ngon. Cà phê đen đá thì bao đắng luôn rồi. Ngon luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon mạnh và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.